vụ bí thư xã giết cháu để thế mạng, đề nghị khởi tố thêm tội xâm phạm mộ mã. Quá trình điều tra xác định trước khi giết người, bí thư xã Đỗ Văn Minh đã có hành vi đào một ngôi mộ của người mới chết nhằm đốt thế mạng mình để trục lợi bảo hiểm. Tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 4 tháng 6 cho biết vừa đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông củng cố tài liệu để khởi tố bổ sung tội xâm phạm mộ mã đối với bị can Đỗ Văn Minh, sinh năm 1971, nguyên bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Theo đó, quá trình điều tra, ông Minh khai nhận khoảng một tuần trước khi thực hiện hành vi giết anh Trần Nho Vương, sinh năm 1995, ngụ huyện Lâm Hà, vào tối ngày 27 tháng 4, ông Minh đã vào nghĩa trang thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk Ri Lông, tỉnh Đắk Nông, đào một ngôi mộ. Đây là ngôi mộ mới cho người chết, chưa có bia mộ mà ông Minh đã tới xem trước đó. Tại đây, ông Minh dùng sảng đào tới quan tài, nhưng không có dụng cụ để cải nắp quan tài, nên lắp lại một phần rồi đi về. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, hành vi nói trên của ông Đỗ Văn Minh có dấu hiệu phạm tội xâm phạm mộ mã theo quy định tại Điều 319 Bộ Luật Hình sự, nên cần củng cố tài liệu, khởi tố bổ sung để điều tra, xử lý theo pháp luật. Liên quan đến yêu cầu này, chiều ngày 4 tháng 6, nguồn tin của báo Người Lao Động từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết không gặp khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình điều tra hành vi xâm phạm mộ mã của ông Minh. Hiện cơ quan điều tra đang thống nhất, củng cố hồ sơ để khởi tố thêm hành vi này, nguồn tin này nói. Như đã phản ánh, khoảng 5 giờ ngày 4 tháng 5, trên quốc lộ 28, đoạn qua huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông, người dân phát hiện một chiếc xe bán tải bị cháy, trong xe có một tử thi bị cháy biến dạng. Ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ ông Minh khi đang lẩn trốn tại Bình Phước. Nghi phạm Minh khai nhận trong quá trình đầu tư sàn giao dịch cà phê đã thu lỗ và nợ số tiền hơn 10 tỷ đồng. Khoảng đầu tháng 4 năm 2020, ông Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ, rồi tìm xác chết để trên xe và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng mình đã chết, nhằm mục đích xóa nợ và để vợ con được hưởng bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng. Sau khi đào mộ để lấy tử thi thế thân mình không thành, khuya 3, 5, ông Minh đến nhà rẫy nơi anh Trần Nho Vương, cháu vợ ông Minh, làm thuê ăn nhậu rồi ra tay sát hại cháu. Sau đó, ông Minh đưa thi thể nạn nhân lên xe chạy ra quốc lộ, đốt xe và thi thể để tạo hiện trường vụ tai nạn, đánh lừa mình đã chết. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Đỗ Văn Minh để điều tra về hành vi giết người.